vâng xin chào các bạn à, tôi cũng không biết là cái uh, ban tổ chức lại có thích cái chương trình mà kiểm soát đường thở khó và vào trong cái nội dung cập nhật à, và thì tôi cũng thấy thấy là các cái chương trình có vẻ như là nó không có liên quan gì nhau lắm thôi chúng ta không cần không cần liên quan à, thế thì vấn đề kiểm soát đường thở khó là vấn đề kinh điển nó không phải là vấn đề cập nhật chính vì lý do như vậy thì tôi cũng à, xin phép là điểm qua một số cái thông tin liên quan đến câu chuyện mà chúng ta à, có thể làm rất nhiều rồi à, đối với bác sĩ hồi sức nhưng có bác sĩ hô hấp thì có thể là các bạn cũng sẽ gặp một số ca khi mà các bạn trực cấp cứu thì các bạn nắm được những cái mà người gây mê hồi sức và người kiểu hồi sức cấp cứu người ta nghĩ gì. À, tôi sẽ đi điểm qua ba cái nội dung. Nội dung thứ nhất là các định nghĩa. Nội dung thứ hai là cách đánh giá và dự đoán à, đường thở khó. Và nội dung thứ ba là cách tiếp cận. Thì đây là một cái công trình nghiên cứu mà tôi thấy là rất là công phu. Bởi vì khi mà chúng ta làm bất gì mà nghiên cứu gì mà chúng ta làm đa trung tâm, đa quốc gia và lại có một tính chất có hệ thống thì cái công trình đó thực sự là vô cùng quý giá. Thì đây là một cái bài báo mà do những tác giả các bạn nếu mà nhìn thấy tên ở đây bạn sẽ thấy Tim Cook này, rồi uh, McGregor Davis là những người mà rất nổi tiếng về vấn đề về đường thở khó và của công bố những cái kết quả của cái hiệp hội uh, cái hội của đường thở khó uh, của Anh. Và họ có những cái uh, thống kê thường xuyên hàng năm về cái những cái biến chứng do cái đường thở gây ra và họ báo cáo uh, các cái biến chứng đó trong những cái bài báo trong những cái báo cáo rất là dài, hàng, hàng mấy trăm trang liên quan phân tích cụ thể về những nguyên nhân rồi tiền lượng về rất nhiều thứ và đưa ra những cái chính sách uh, hoặc là cái chiến lược để chúng ta có thể dự phòng được câu chuyện đó. Thì trong đây là một cái bài báo từ, uh, chúng ta thấy tôi thấy tìm thấy gần đây nhất thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong đây có rất nhiều các bướng chứng liên quan đến đường thở. Và tất nhiên nếu mà chúng ta không đặt được đường thở thì chắc chắn là đối với bất kỳ bác sĩ là dù là hô hấp, gây mê hay là bác sĩ hồi sức cấp cứu thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ chết ngay trước mặt chúng ta luôn và chắc chắn là các bác sĩ ở đây tôi nhìn xuống hội trường thì đa phần là những bác sĩ có rất nhiều kinh nghiệm và chắc chắn là trong cuộc đời mình sẽ đã phải chứng kiến một vài cái ca chết trước mặt mình mà mình không làm gì được thì những một trong số đó chính là chúng ta không kiểm soát được đường thở và nếu chúng ta nhìn ở cái cột ở phía bên phải bên trái mà dưới cùng chúng ta thấy là cái nguyên nhân về cái thất bại đường thở là nguyên nhân hàng đầu cái biến chứng hàng đầu thường gặp khi mà chúng ta kiểm soát đường thở và nếu mà chúng ta để bệnh nhân mà không kiểm soát được đường thở và kiểm soát được trong một cái bối cảnh rất hỗn loạn thì nó có rất nhiều các cái biến chứng sau đó đến hậu quả thì đầu tiên là chúng ta nói là tử vong tử vong là hậu quả cao nhất thì cái tỷ lệ tử vong là à, rất là cao đối với những cái nhóm mà biến chứng mà trong cái báo cáo của người Anh và ngoài cái việc tử vong ra thì chúng ta sẽ thấy là các cái di chứng kèm theo nó thì có rất nhiều di chứng Đúng không ạ? có di chứng mức độ nặng mức độ trung bình mức độ nhẹ nhưng mà đa phần là mức độ trung bình như vậy thì đây là một trong những cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề đặt đường thở uh, và kiểm soát đường thở rất là quan trọng đối với nghề gây mê hồi sức đây là cái báo cáo của gây mê hồi sức nhưng mà cũng không kém phần quan trọng đối với bác sĩ hồi sức cấp cứu và các bác sĩ hợp. Vậy thì thế nào gọi là khó? Đường thở khó có nghĩa là nó rơi vào những cái nhóm ba cái nhóm chúng ta nhìn thấy trên và có thể ba có hoặc bốn nhóm. Cái nhóm đầu tiên là chúng ta nhìn tức là chúng ta tìm mãi không thấy thanh quản đâu. Thì trước đây thì chúng ta biết là có những cái trường phái là các bác sĩ của chúng ta đặt nội quản mò tức là chúng ta đặt nội quản qua đường mũi và dựa vào cái giải phẫu của đường hấp đường hấp trên mà cái ống nội quản nó từ từ nó trôi tuột vào trong cái khí quản tức là chúng ta gọi là để cái cơ chế vận hành tự nhiên của đường thở nó giải quyết vấn đề đặt nội quản cho chúng ta nhưng mà điều đó không thể chấp nhận được đối với gây mê hồi sức và đối với hồi sức cấp cứu hiện đại có nghĩa là chúng ta phải đặt và nhìn thấy thì chúng ta mới đặt đúng không ạ chúng ta biết là hiện nay chúng ta áp dụng rất nhiều thứ để giải quyết vấn đề đó chúng ta đặt ktt tĩnh mạch là chúng ta có hướng dẫn của siêu âm và thậm chí sau này nó có thể trở thành cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta phải trang bị máy siêu âm tại giường và đạt nội kết quả thì chúng ta phải bằng được nhìn thấy được cái thanh ngôn thì nếu mà không nhìn thấy có nghĩa là khó rồi đúng không ạ chúng ta sẽ trở thành mò cái thứ hai là nhìn thấy rồi nhưng mà chúng ta không đạt được đặt rất khó đúng không ạ đạt rất khó có nghĩa là loay hoay mãi chọc đủ các kiểu mà không được thì đấy là loại thứ khó thứ hai và loại khó thứ ba là uh, chọc các kiểu không vào được và thất bại và lúc đó là gì oxy bệnh nhân tụt tim bệnh nhân chậm lại và bệnh nhân dừng tim Vậy thì cái tiêu chuẩn thế gọi, uh, gọi là đặt nội khoản khó là gì? Khi đặt nội khoản bằng đèn soi thử trên 3 lần mà không được và kéo dài trên 10 phút. Đúng không? 3 lần không được 10 phút. Vậy chúng ta tưởng tượng nếu chúng ta đang trực trong đêm, một bác sĩ đặt 10 phút lay hoay không được. Thì chúng ta có cách nào khác không ạ? Chắc chắn là lay hoay chắc chắn tiếp là sẽ không đặt được. Bởi vì trong trường hợp là những trung tâm lớn như chúng tôi là có uh, đầy đủ các bác sĩ với các trình độ khác nhau. Thì không đặt được thì sao? Chúng ta có thể đổi tay? gọi nó đổi tay đó là chọn những người mà có kỹ thuật cao hơn hoặc là những người có thể tay khỏe hơn hoặc là vân vân thì có thể làm được như vậy thì nếu mà trên 10 phút là chúng ta sẽ chơi vào, là gọi là, là giới hạn của khó rồi hoặc là bác sĩ có kinh nghiệm dùng đèn soi thanh quản nhưng phải cần chỉ không phải ba lần nữa mà hai lần là đủ rồi hoặc là đổi lưỡi rồi mà cũng không nhìn thấy và dùng các cái dụng cụ mà cái hỗ trợ thì chúng ta đều gọi đấy là trường hợp khó vậy nếu khó thì nó sẽ gây những cái câu chuyện gì nó những vấn đề gì gây ra khó Ví dụ như là nếu bệnh nhân mà ngừng tim thì chúng ta đặt nội khoản rất khó bởi vì trong cái thời đoạn thời gian bệnh nhân ngừng tim ấy là chúng ta phải ép tim để duy trì tuần hoàn và khi ép như vậy là chúng ta bộc lộ để nhìn được cái uh, khí quản của chúng ta rất khó đúng không ạ? Thanh môn chúng ta nhìn rất khó uh, và khi chúng ta đôi khi chúng ta cũng cái cái khi mà bệnh nhân ngừng tim rồi thì chúng ta rơi vào trạng thái là gì căng thẳng tay thì gì run chân run. Uh, tim thì đập rất nhanh uh, vã hết mồ hôi ra thì đấy là một cái điều khó cái khó đấy cũng là cái khó rất quan trọng cho những người mới làm việc cái thứ hai là bệnh nhân thiếu oxy giảm oxy tức là chúng ta biết là khi chúng ta đặt nội quản thì bao giờ chúng ta phải theo dõi cái oxy và đơn giản là theo dõi SPO2 nhưng tôi thấy cứ SP2 tụt xuống 60, 40, 20 và cái người bên cạnh bảo ôi rồi tụt tụt SPO2 rồi thế là chúng ta choáng hay là vấn đề này đấy là rất là quan trọng đối với oxy tức thiếu dụng cụ thiếu dụng cụ là cái chuyện thường xuyên của chúng ta Ví dụ các cái trung tâm uh, lớn thì chúng ta có thể có cái bộ dụng cụ của xe thủ thuật. Nhưng trung tâm nhỏ của chúng ta là hầu như là tìm dụng cụ khắp nơi. Đúng không ạ? Và đôi khi là không có dụng cụ. Thì chắc chắn là cái đấy là sẽ rất khó cho chúng ta và cuối cùng là gì? Không được đào tạo. Thì không được là đào tạo không có nghĩa là chúng ta chưa bao giờ đào tạo, có thể có đào tạo rồi nhưng mà không được uh, thực hành thường xuyên làm cho chúng ta cái kỹ năng của chúng ta kém đi. Về phía bệnh nhân thì chúng ta biết là nếu chúng ta đặt nội khí quản mà cấp Ví dụ bệnh nhân của chúng ta chưa được chuẩn bị như môi trường của game hồi sức thì chúng ta có vô vàn cái vấn đề gây khó cho chúng ta. Ví dụ như là gì? Chúng ta không biết là bệnh nhân đã ăn bao, bao nhiêu dạ dày có đầy không, có trướng hơi không. Nếu đặt cái là gì? Dịch dạ dày nó sẽ trào ngược ra và lúc đó là chúng ta không nhìn thấy đường thở nữa. Đấy là một cái hay rất là hay gặp. Rồi cái dự trữ hấp của bệnh nhân rất kém. Ví dụ bệnh nhân viêm phổi hoặc ARDS như thầy Tuấn vừa nói, phổi nó chỉ còn 1 phần 4, 1 phần 10 so bình thường làm thì chỉ cần cho thở oxy mặc dù nhìn thấy tốt rồi nhưng mà khi bỏ ra thợ, hết thở oxy cái lập tức là sao nó tụt ngay oxy xuống, huyết áp không huyết động không ổn định tức là không có huyết áp thì chúng ta biết là gì? đấy là một trong cái tình trạng cấp cứu mà rất là nan giải chúng ta hoặc là bệnh nhân bị bệnh tim hoặc là tăng áp nội sọ hoặc là uh, khó khi mà chúng ta soi khó hoặc là uh, chúng ta đặt khó hoặc chúng ta bóp bóng khó. Về phía thầy thuốc thì vấn đề đào tạo là quan trọng, vấn đề rèn uh, luyện chúng ta thường phải nghĩ, phải thường xuyên là gì? phải đào tạo rèn luyện liên tục thì đấy là một cái ví dụ chúng ta làm ở bệnh viện trung ương thì nó có rất nhiều điều kiện nhưng mà bệnh viện các cái nhỏ hơn thì đôi khi cái cơ hội đặt nội quản không phải dễ về môi trường thì đôi khi phải cần kiểm soát ví dụ môi trường phòng mổ người ta rất là yên tĩnh nhưng môi trường ở ngoài khoa cấp cứu mà đặc biệt là rất nhiều khoa cấp cứu tôi thấy là cho người nhà vào để chứng kiến chúng ta biểu diễn thì lúc đó là chúng ta dễ dàng biểu diễn không được đúng không ạ đấy thì đôi khi là như vậy do đó mà thường là những cái khoa mà khi mà chúng tôi làm thủ thuật thì chúng tôi đều mời người nhà ra hết thậm chí người xung quanh cũng phải mời hết ra đúng không? để chúng ta có thể biểu diễn được tốt hơn cái thứ ba là, là chúng ta đánh giá rất là kém cái cái thời gian chúng ta đánh giá rất là ít bởi vì nếu là chúng ta biết là bệnh nhân mà người ta chuẩn bị mổ ấy, thì các bác sĩ gây mê người ta còn khám gây mê người ta đánh giá hết còn chúng ta thì không có cơ hội để đánh giá cái đó và các vấn đề liên quan đến triển khai và logistics như chúng ta đã biết À, như chúng ta nói về, về dự đoán đường thở khó thì chúng ta biết là dự đoán thì có mấy cái điểm chúng ta cần phải dự đoán được là bốn điểm hay liên quan đến vấn đề mà dự đoán đường thở khó thứ nhất là không nhìn được thanh môn hoặc khó nhìn thấy thanh môn và khi nhìn thấy rồi hoặc là không nhìn thấy mà chúng ta đặt vào là không được đấy là cái cái khó thứ nhất thì phải đánh giá được cái chuyện đó những cái gì có thể gây ra cái câu chuyện như vậy cái thứ hai là khó về việc là chúng ta đặt các dụng cụ trên sụt nắp thanh quản đúng không ạ chúng ta không không đặt được cái dụng cụ đó thứ ba là bóp bóng khó thứ tư là nếu mà bệnh nhân mà làm được ba cái việc kia mà khó mà không làm được thì chúng ta phải mở khí quản qua màng nhẫn giáp thì chúng ta không mở được đấy là như vậy con đường cuối cùng của chúng ta để giải quyết bệnh nhân theo cái cái phác đồ đấy điều trị thì chúng ta không giải quyết được thì đấy là bốn thứ mà chúng ta cần phải đánh giá đầu tiên là chúng ta xem là đánh giá là bệnh nhân mà những bệnh nhân uh, của chúng ta khi uh, chúng ta đánh giá xem họ có bóc bóng khó khi mà chúng ta bóc bóng có mát hay không thì chúng ta dựa vào tiêu chuẩn được gọi là họ viết tắt bằng chữ tiếng anh là uh, roman thì chúng ta ở đây tôi uh, liệt kê đúng bốn năm uh, cái chữ tiếng anh đó đầu tiên là uh, bệnh nhân sau xạ trị uh, bị hạn chế ví dụ như là bệnh nhân xạ trị vùng cổ này bệnh nhân bị các bệnh uh, phổi hạn chế như là hoặc là khi quản hạn chế như là hen với quản siêu đi phổi hạn chế như ars viêm phổi cái thứ hai chữ O là là bệnh nhân béo phì bệnh nhân uh, bị tắc nghẽn bệnh nhân bị ngừng bình uh, ngừng, ngừng thở khi ngủ thì đây là những cái bệnh nhân mà chúng ta nhìn thấy béo phì thì là đôi khi là đối với chúng ta rất may mắn là tôi nghĩ là rất may là vì chúng ta rất ít người béo phì nhưng mà càng ngày chúng ta sẽ còn càng nhiều ngày càng nhiều người béo phì và chúng ta sẽ có nhiều nguy cơ đối với đối tượng đó tiếp theo là chúng ta có vấn đề liên quan đến cái uh, mask của chúng ta không kín khít được ví dụ bệnh nhân ở nước ở nước chúng ta thì chắc là không có nhiều đúng không ạ ví dụ như dâu rất nhiều ria rất nhiều là chúng không có hoặc là cái độ uh, uh, malampati của chúng ta độ 3 độ 4 là chúng ta đặt rất khó uh, chúng ta làm rất khó trong vấn đề đôi khi cũng khó để chúng ta bom vì là chúng ta có nhìn thấy gì đâu ạ đường thở nó không được thông thoáng về tuổi tiếp theo là tuổi thì thường trên 55 tuổi uh, rất may là trong hội trường toàn những người dưới 55 tuổi thôi uh, về vấn đề răng ví dụ móm chẳng hạn thì uh, cũng là một cái vấn đề là đôi khi bệnh nhân móm thì chúng ta không thể có chỗ nào để dựa để chúng ta bóp bóng, bóng được Vấn đề thứ hai là liên quan đến cái việc khó soi thanh quản và soi nội để đặt nội quản thì chúng ta dựa vào các cái tiêu chuẩn đánh giá viết tắt bằng lemon đúng không ạ? Lemon. Thì nó dựa vào cái điểm mà chúng ta nhìn thấy được cái thanh môn hay không. Tức nhìn thấy thanh môn có nghĩa là chúng ta đã chiến thắng được đến 90% rồi đúng không Nhưng mà đôi khi lại không nhìn thấy nó, ạ? Ví dụ như đây là cái vân độ COMAX chẳng chúng ta nhìn thấy rõ là độ COMAX 1 thì rất dễ nhìn và chúng ta đặt có thể rất dễ dàng. COMAX 2 thì cần phải người giỏi hơn tí. COMAX 3 thì sao? Phải người rất là suy và cô mắc 4 thì đôi khi là gì thôi chịu rồi phải gọi cứu trợ thôi. nào thế thì dựa vào cái lê mân của chúng ta thì có những cái gì thứ nhất là nhìn từ bên ngoài vào thì chúng ta nhìn thấy đây là chúng ta khó rồi đúng không ạ? Đây là những cái cản trở đường khí mà chúng ta biết là không thể soi được đèn, đúng không ạ? Và chắc chắn là không thể mở miệng được. Và chúng ta đánh giá cái chữ E đánh giá là chúng ta phải đánh giá cái quy tắc được là ba ba hai tức là chúng ta biết là mở miệng phải được tương ứng với ba khoát ngón tay cái chiều dài từ cầm cho đến um, cái uh, xương móng của chúng ta. Ấy là chúng ta phải được 3 khoát ngón tay và hai khoát ngón tay cho chiều dài từ từ móng đến giáp đúng không ạ trên của chuột giáp thì đấy là những cái quy tắc thường gây mê người ta sử dụng thì chắc là chúng ta nếu là bác sĩ hô hấp bác sĩ hồi sức thì chắc chẳng có thời gian mà dùng 3 khoát ngón tay để đo câu chuyện này à, độ tiếp theo là độ uh, malampati là độ rất là kinh điển của gây mê hồi sức thì người ta đánh giá khi mà người ta cho mở miệng ra và theo cái độ độ 1 cho đến độ 4 thì chúng ta biết độ 1, độ 2 là độ mà có cơ hội để đặt nội quản thành công. Độ 3, độ 4 là cơ hội thất bại rất là cao. Ví dụ có thể thất bại đến 10% nếu là bệnh nhân mặc dù là gì những cái người có rất có kinh nghiệm. Nhưng cái việc đánh giá của Malampati thì chỉ có xảy ra khi mà bệnh nhân hợp tác với chúng ta. Có nghĩa là nếu chúng ta đánh giá về gây mê thì rất là tốt. Nhưng mà đánh giá về cái bệnh nhân hồi sức hoặc là những bệnh nhân khác thì có thể sẽ không hợp tác để chúng ta đánh giá giống như cái hình ảnh chúng ta nhìn thấy ở đây về chữ ô tức là tắc nghẽn hoặc là béo phì thì chúng ta biết là tắc nghẽn thì khi mà đôi khi chúng ta mở miệng ra thì chúng ta nhìn thấy phù thanh môn rất là nhiều đúng không ạ đôi khi chúng ta nhìn thấy là sợ rồi đúng không ạ hoặc là bệnh nhân mà uh, bệnh nhân mà bị uh, phản vệ mà nhìn mở ra nhìn thế này là chúng ta biết rồi chóng rồi đúng không ạ đấy là những cái mà chúng ta biết rồi và béo phì thì đương nhiên nó dẫn đến cái hậu quả là chúng ta có thể là không thể có thể mở được và gây ra tắc nghẽn rất nhiều ở vùng cổ một trong những vấn đề rất là quan trọng đối với cấp cứu của chúng tôi ở liên quan những bệnh nhân có chấn thương của sống cổ thì khi chấn thương cột sống cổ thì chúng ta phải cố định cổ và khi cố định như vậy thì sẽ tạo ra cho vô chung là tạo ra chúng ta một cái nguy cơ là không thể đạt được được, được nội quản vì vậy đối với những trường hợp mà làm chấn thương ấy thì các bạn chú ý là các bạn phải có những cái bộ dụng cụ chuyên dụng và có nhiều dụng cụ hơn trong cái chuẩn bị cho những bệnh nhân mà có chấn thương cột sống cổ về những cái nguyên nhân mà gây ra khó đặt nội dụng cụ trên dụng nắp ấy, thì chúng ta biết lấy cái kiên tác của tiếng nước ngoài là Ross đúng không ạ thì gồm thứ nhất là không há được miệng thì chúng ta không thể vì là muốn đặt cái dụng cụ đó thì cái mát thanh quản chẳng hạn nó rất là to do đó mà chúng ta phải há đủ miệng thì há đủ miệng đủ lớn thì chúng ta mới đặt vào được cái thứ hai là có hiện tượng tăng nghẽn ví dụ như thanh môn nó nó bị phù nề chẳng hạn thì chắc chắn là chúng ta đặt cái dụng cái cái dụng cụ vào nó cũng không thể bóp bóng được rồi cái trường hợp bệnh nhân được các cái đường thở bị gián đoạn hoặc là do bệnh nhân bị phù hoặc là bị, biến dạng cổ hoặc là trường hợp ở bệnh nhân bị có tổn thương phổi, họ thì chúng ta bóp bóng một dụng cụ đấy thì nó không vào phổi đâu ạ, à, nó sẽ phì, phì ra bên ngoài. Hoặc là bệnh nhân có chấn thương cột sống, à, bệnh nhân có tổn thương cột sống cổ một cột sống cứng ít. thì lúc đó là chúng ta sẽ rất khó để bóp bóng vì là cái mask nó không khít kín khít ở phía trên của uh, thanh môn của chúng ta. Cái nguyên nhân mà gây ra khó uh, mở màng nhẫn giáp thì viết tắt là short thì gồm có bệnh nhân phẫu thuật sau phẫu thuật thì không thể uh, dễ dàng được mở vì đặc biệt là vùng cổ. Cái thứ hai là cái máu tụ ở vùng đó là chúng ta mở và chúng ta mở đúng một khối máu tụ, chúng ta không vào được đường thở. Thứ ba là béo phì toàn mỡ, đúng không ạ? Thứ tư là biến dạng sau xạ trị và cuối cùng là cả một khối u to tướng ở đó. Thì lúc đó là chúng ta biết là nếu mà có cái đó thì thôi, chắc chắn là chúng ta không đặt được nội khí quản để chắc chắn là bệnh nhân sẽ chết, đúng không ạ? Không có đường nào khác. Vậy thì để đánh giá được cái chuyện đó thì trên thế giới có rất nhiều các nghiên cứu khác nhau và đây tôi chỉ kể ra đây một cái nghiên cứu về một cái điểm được gọi là điểm đường thở Uh, toàn bộ đấy hay là task thì nếu mà chúng ta cộng lại những cái dấu hiệu vừa đánh giá ở trên mà lượng hóa được nó thì có thể chúng ta sẽ giúp cho chúng ta tiết lượng được à khả năng thất bại của chúng ta là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như là task ở đây là trên 6 điểm thì cái khả năng thất bại là gì? 13 lần so với bình thường. Như vậy đấy là những cái để chúng ta biết là tiết lượng đường thở là chúng ta có những cái à nếu là kinh nghiệm thì chúng ta rất dễ dàng có thể biết được bệnh nhân đặt thành công hay nguy cơ thất bại hay hay không thất bại. Hoặc nếu không, nếu mà về mặt nghiên cứu thì hoặc là để tổng hợp thì chúng ta có thể sử dụng cái bạc điểm giống như chúng ta nhìn thấy ở trên đây. Vậy thì cái cách tiếp cận đường thở thì bằng cách như thế nào ạ? Thế thì trên thế giới thì đều tiếp cận đường thở bao giờ cũng phải đi theo quy trình. Ví dụ đây là một cái sơ đồ tiếp cận đường thở mà tôi giới thiệu với các bạn, tôi lấy từ các cái hội đường thở khó của châu Âu và hội đường thở khó của Anh thì cách đầu tiên là gì chúng ta phải xác định xem là cái tình trạng của bệnh nhân của chúng ta có đánh đáng dạng nguy kịch bệnh nhân có tử vong trước mặt chúng ta ngay lập tức hay không nếu bệnh nhân mà có tử vong ngay lập nguy cơ tử vong trước mặt chúng ta thì chúng ta phải đưa vào phác đồ người ta gọi là phác đồ kiểm soát đường thở nguy cấp đấy, tức là không cần biết gì nữa cái đấy là là nguyên tắc là phải dùng đủ mọi cách để giải quyết rồi nếu mà còn cơ hội để chờ thì lúc đó chúng ta phải đánh giá được bệnh nhân khó, khó hay không như vậy cái tôi vừa nói từ trước đến giờ, cái đánh giá được chỉ có xảy ra khi mà bệnh nhân không nguy cấp, còn nguy cấp thì không có cách nào để chúng ta giải quyết vấn đề, chúng ta phải vào thôi, chiến đấu thôi, bóp bóng thôi, rồi đạt thôi, không được thì phải gọi hỗ trợ thôi, chứ còn không có cách nào khác nữa. Và nếu như không được, kể cả đường thở khó được thì chúng ta dân một cái phác đồ đường thở gọi là phác đồ đường thở thất bại thì nó có rất nhiều phác đồ trong đây. Đây là một cái phác đồ đường thở khó thì chúng ta thấy đầu tiên ấy là đánh giá xem bệnh nhân có nguy cơ khó không. Ví dụ như là bệnh nhân có khả năng chờ đợi, chúng ta đánh giá và thấy có nguy cơ thì đầu tiên là gọi cho người hỗ trợ. Một người không làm được, hai người không làm được, nhiều người hỗ trợ và thậm chí mời những chuyên gia chuyên về vấn đề đó. Nếu như mà à, có thể thử được thì chúng ta thử và chúng ta cho thuốc và nguyên tắc đối với nước ngoài là gì? Họ phải bắt buộc phải cho thuốc giãn cơ chứ không được đặt nội quản sống, đúng không ạ? phải cho thuốc giãn cơ và đặt thử một lần được thì vui vẻ cười tươi và bắt tay bệnh nhân. Còn nếu không thì chuyển nó thành đường thở thất bại, đúng không ạ? Và nếu như mà đánh giá mà không thử mà không thử được ấy, thì lúc đó chúng ta phải đánh giá cái tiếp theo là bóp bóng và nếu mà chúng ta bóp bóng có nguy cơ thất bại hay không và xem là chúng ta đặt có nguy cơ thất bại không. Nếu mà cả hai có cái đó mà đều thất bại thì chúng ta phải chúng ta làm ra nguy cơ là thất bại thì chúng ta phải phải, phải chuẩn bị tức là vẫn đặt vẫn dùng các biện pháp giãn cơ nhưng mà phải chuẩn bị sẵn tất cả những dụng cụ nguy cơ mà tôi vừa nói có thể xảy ra phải dùng những biện pháp cao cấp hơn hoặc là mở màng dẫn giá vân vân những cái từ đó là chúng ta phải chuẩn bị cả hai thậm chí chúng ta phải gọi nhiều người hơn nữa còn nếu mà bệnh nhân mà không phải như vậy thì có hai cách để giải quyết nếu bệnh nhân đang mổ thì người ta có thể cho bệnh nhân tỉnh lệ dậy còn nếu như bệnh nhân mà không phải mổ như bệnh nhân hồi sức thì bắt buộc phải dùng các dụng cụ trên sụn nắp đúng không ạ? ví dụ như là dùng mắt thanh quản và các loại ống và cần thì gì chúng ta phải sử dụng các cái uh, đặt nội quản qua uh, nội soi đặt nội quản qua uh, video uh, bằng cái, cái bằng cái đèn soi video hoặc là chúng ta nếu mà không làm được không có những chuyện đấy mà không giải quyết được thì chúng ta bắt buộc phải mở mảng nhận dạng thì đấy là những cái quy trình cho chúng ta thấy được là chúng ta phải làm như thế nào, đấy là quan trọng nhất để giải quyết vấn đề đường thở khó. Cái thứ hai là phải chuẩn bị các thiết bị thì đây là danh mục các thiết bị các bạn có thể đọc thấy trên bảng. Như về nguyên tắc là chúng ta không bao giờ chọn và chuẩn bị một loại dụng cụ, bao giờ cũng phải hai loại dụng cụ khác nhau. Để trong trường hợp một loại dụng cụ không được. Ví dụ như đèn soi của chúng ta một loại không được thì chúng ta phải có loại thứ hai để sẵn sàng. Loại bằng đèn sáng thông thường không được thì chúng ta phải chuyển ra đèn đèn soi video để nó có thể bộc lộ độ tốt hơn. Và chúng ta phải có cái xe thủ thuật để chuẩn bị với rất nhiều trung tâm khi có đặt nội quản là chúng ta không có cái xe thủ thuật. Ví dụ hiện nay chúng tôi có một cái hệ thống được gọi là phản ứng nhanh hoặc là gọi là báo động đỏ chẳng hạn, báo động đỏ đến chẳng có gì trong tay thì báo động làm gì? ạ thế thì trong đó thì chúng ta phải có sẵn những cái dụng cụ để chúng ta sẵn sàng vậy thì đây là một cái xe điển hình cho một cái xe đặt nội quản nó có rất nhiều tầng ở trong đó mỗi một tầng nó có một cái chức năng nhất định mà người ta đặt các cái dụng cụ ở trong đó thậm chí họ còn thiết kế những cái xe mà chúng ta có thể đặt những cái dụng cụ tốt hơn ví dụ như là chúng ta có thể đặt các cái máy nội soi rồi, rồi các cái dụng cụ mà để đánh giá và theo dõi liên tục vậy thì để đánh giá liên tục cũng là một cái vấn đề quan trọng tức là khi chúng ta cho bệnh nhân mà chuẩn bị đặt nội quản thì chúng ta phải theo dõi liên tục cái oxy của bệnh nhân theo dõi liên tục CO2 của bệnh nhân xem là CO2 của bệnh nhân nó có thay đổi gì không, vị trí có đúng hay không đúng không ạ? Thì đấy là cái theo dõi là rất quan trọng và giúp cho chúng ta được cái cơ hội là chúng ta biết lượng là bệnh nhân của chúng ta có thể nguy cơ ngừng tim hay không nếu mà chúng ta tiếp tục thủ thuật. Thì một trong những cái biện pháp đó mà tôi giới thiệu với các bạn hôm nay nó hơi mới một tí đúng không ạ? Có thể các bạn gây mê đã dùng rất là nhiều nhưng mà chúng ta chưa dùng nhưng thực ra là gây mê trên thế giới rồi chứ còn gây mê của chúng ta cũng chưa dùng nhiều lắm đâu ạ cái chỉ số được gọi là chỉ số dự trữ oxy hay là oai đúng không ạ thì cái chỉ số dự trữ oxy là cái chỉ số một số máy nó có thể đo được nhưng nó sớm hơn so với spo2 vậy thì chúng ta biết là cái cảnh mà cái chúng ta khi chúng ta là nội quản chúng ta biết rồi chúng ta cứ nhìn về spo2 thì bảo osp2 tụt dưới 90 thì tụt tụt dưới dưới 10 là nó tụt 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 xuống đến zero luôn đúng không ạ thì nó tụt quá nhanh đúng không ạ? Thế thì cái chỉ số dự trữ này nó còn sớm hơn chút ở trên đó và nó báo động cho chúng ta sớm hơn để chúng ta quyết định là gì cho bệnh nhân có thể thở oxy 100%. Đấy là cái chỉ số mà chúng tôi đang áp dụng ở khoa cấp cứu A9 và à, chúng tôi à, hy vọng là sẽ có những đề tài nghiên cứu về cái chỉ số này để chúng ta có thể lượng hóa tốt hơn. Còn đối với gây mê hồi sức thì họ dùng cái chỉ số này rất là tốt bởi vì bệnh nhân gây mê thì phổi thường là không có tổn thương. Thì cái dự trữ oxy trong trường hợp nó sẽ tốt hơn. Nhưng đối với hồi sức thì chúng ta lại có rất nhiều cái biện pháp để tăng oxy mà gây mê hồi sức có thể không có thì đấy là lý do tại sao chúng ta có sử dụng chỉ số này rất là tốt. Cái thứ hai là chúng ta phải đào tạo đường thở bằng cách là gì? Chúng ta phải có mô hình để đào tạo và đôi khi các bạn ở các địa phương mà không có mô hình thì bảo không không phải đấy là lý do là không đào tạo đâu mà các bạn phải mua một con lợn về mổ ra để cho cả bệnh viện ăn và mình đào tạo đường thở chẳng hạn hoặc đào tạo chấn thương chẳng hạn. Đấy thì ví dụ chúng ta phải mua một cái gì đó về để chúng ta đào tạo sau đó chúng ta liên hoan thì đấy là những cái rất là quan trọng để chúng ta đào tạo. Thế thì để kết luận thì tôi có mấy cái điểm như này. Thứ nhất là đánh giá đường thở rất là quan trọng và cái điểm đó là hồi người, người bác sĩ của chúng ta không quan tâm, gây mê hồi sức làm tốt hơn. Cái thứ hai là chuẩn bị, bao giờ cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Có thể những cái đánh giá đường thở đó bạn thấy ok đặt nội quản không vấn đề gì, nhưng khi đặt bạn bắt đầu thấy khó. Có thể xảy ra chuyện đó, chuyện đấy sẽ có thể ra. Nhưng mà dù sao mình đã có sự chuẩn bị thì sẽ tốt hơn là trong trường hợp đặt thấy khó rồi chúng ta không có gì trong tay chúng ta cả. Và phải thường xuyên thực hành thì chúng ta tay nghề chúng ta tốt được thì tốt nhất là các bạn sẽ về hết a chí làm việc như vậy là các bạn thường xuyên hàng ngày 10k đặt nội quạt các bạn liên tục sẽ được uh, tập luyện và sẽ rất là giỏi về vấn đề đặt nội quạt uh, xin cảm ơn uh, ban tổ chức cũng như cảm ơn uh, chủ tọa đoàn và tất cả các bạn đã chú ý theo dõi cái bài trình bày của chúng tôi.